Ngôi sao nào lớn nhất hệ mặt trời? Sao Mộc anh ạ? À? Ui dồi ôi, sao Mộc là hành tinh lớn nhất hệ mặt trời chứ đâu có phải là ngôi sao đâu. Mặt trời mới là ngôi sao lớn nhất hệ mặt trời. Hành tinh nào gần mặt trời nhất? À, sao Thủy anh ạ? À? Chính xác, tự nhiên thông minh thế. Thế còn hành tinh nào nóng nhất? Sao Thủy gần mặt trời nhất nên chắc chắn là sao Thủy nóng nhất anh ạ. Nhiệt độ bề mặt 400 độ C đấy. Ôi dồi ôi, nhưng mà sao Kim mới là sao nóng nhất hệ mặt trời với nhiệt độ bề mặt lên tới gần 500 độ C đấy. Ôi dồi ôi. Sao Mai và sao Hôm, sao nào lớn hơn? Chắc chắn là sao Mai rồi anh. Ui dồi ôi, sao Mai với cả sao Hôm đều là một mà, đây đều là sao Kim. Sao Mai là hiện tượng sao Kim xuất hiện vào buổi sáng đón bình minh, còn sao Hôm là hiện tượng sao Kim xuất hiện vào chập tối. Ngày xưa cô giáo không dạy à? Ngày xưa em thông minh lắm, cô giáo toàn gọi em là sao Mai thôi. Ôi dồi ôi. Thế anh hỏi nhé, em đang ngồi cạnh ngôi sao nào đây? Sao Cả Tạ. Ui dồi ôi.